nước à đây thẳng đang hết. Đây là cái máy Sony A7 Mark 2. Thì lúc đầu cái nhu cầu của mình là mình dự định mình chỉ mua A6000 thôi. Xong rồi mình nghĩ lên là A6500. Lúc đó chưa 6300, lúc đó chưa có 6500. Nó 6500 chưa ra. Thì máu quá lên full frame luôn. Mà lên full frame thì A7S 2 hoặc là A7R2 mắc quá không có tiền. Đủ A72 thôi. Thì lúc đầu là mình chụp nhiều. Nhưng mà về sau thì mình có video nữa thì mình cũng nhận được cái thông tin chia sẻ là video thì do A72 với lại 6.3 nhiều khi còn bằng 6.3 4K này kia, nhưng mà mình không có nhu cầu lắm về 4K nên nhu cầu mình thấy là 72 chấp nhận được. Chắc chắn mình cũng hiểu là A72 nó không quay tốt được như 6.3 6.5 nên mình không có co co hay là chê bai gì hết. Đều là anh Sony mà, đều cũng hết Sony thôi. Thì mình cũng nói thêm một xíu là tại sao mình lại chọn Sony. Nếu như các bạn mà chụp người mẫu nhiều thì mình đó là bản thân mình thôi nha, mình đang chia sẻ về bản thân mình thôi chứ mình không có quy chụp ai hết hay là mình không có nói phán xét ai hết. Cảm nhận mình đó, là mình thấy Sony chụp mẫu không đẹp. Không phải là không đẹp mà tại vì do nó thật quá. Mấy cái khuyết điểm về da nè, mình chân lông lớn hay mụn hay là gì đó, nó lỗ mụn một lên hết rồi. Thì ví dụ mà các bạn đưa em có hình này đeo rồi xong luôn, xác định luôn ha. Còn những cái máy như là Canon, mình thấy Canon cho cái màu da rất là nịnh mắt, màu trắng hồng. Còn Sony thì mình thấy nó hơi vàng vàng. Lên của Sony nó làm cái màu như vậy, cái chi tiết ảnh thì nó rõ đến mức là dạ. Thì nói vậy thôi, bạn nghĩ sao? Thì mình cũng không có nói gì giữa Canon với Sony ở đây hết. Ba mình thì ba mình sử dụng Nikon, ba của mình có sẵn nguyên dàn lên dàn máy luôn, có một cái D90, một cái D610. Ba mình kêu mình mua Nikon đi chơi chung lên với ba, mình không thích, mình không mua. Đó, giống như mình vừa nói, không phải mình chảnh chó mà tại vì mình không thích. Một phần là sao mình không thích đây cái tay này. Cái tay này giống như bị lăn ban mà đeo đồng hồ. Mình có một lần bị gãy. Không phải gãy, nứt. Nứt cái xương ống xoay gì. Cái lúc mà bị xong á, cái tay mình nhìn, cái đầu mình thì muốn cái tay nó xoay, mà cái tay nó cứ giật gì nè, không xoay được, đau kinh khủng. Thì các bạn tưởng tượng là các bạn chụp ảnh hay là quay video thì các bạn cũng biết ha, cái tư thế là vậy, cầm thì cái tay trái là cái tay chịu đỡ. Mà những cái máy như là Nikon hay là Canon, nói chung là DSLR thì body nó thường nó khá là nặng. Để là mình cầm một tay giống như nãy giờ mình đang cầm đó chị, bạn không nổi, mình không cầm nổi một tay, nó chỉ là mình phải trụ lên cái tay gãy của mình nữa đó. Thì cái mirrorless là cái đích đến của mình. Thì lúc đó mình chỉ quan tâm Sony thôi, mình chưa có phân vân gì về Fuji hết, nhưng mà anh em mình chơi thì cũng có nhận xét là Fuji cái chất ảnh JPEG nó rất là tốt. Thì thôi, mình cũng không nói gì về hãng nào khác hết, mình chọn Sony lý do mình vừa nói. Thứ nhất là mình thích, thứ hai là nhỏ nhẹ gọn, nhìn nhẹ ra đường tưởng máy compact. Nhiều người chụp hình nữa, ôi máy gì cất đi ok thì thôi không sao, mình thích là được rồi. Thì mình cũng nói luôn là tại sao mình chọn 72 rồi đó, thích phương khen. Thì lúc mà đúng 72 xong rồi đó, rốt cuộc là hết tiền, chỉ còn tiền mua được cái lens này thôi, 50-18 f/18. Thì đa số anh em trên Sony nhận xét cái lens này chê. Thì sao? Vì anh em Sony đang so sánh nó với lại cái Kazai 55-18. Thì nói về Kazai thôi, họ nói về cái giá nó cũng mình nhớ là gấp đôi, gấp ba gì cái này nhé. Thì mình đánh giá trực tiếp về cái này trước ha. Theo cảm nhận của mình là cái khuyết điểm của nó mà mình vãi nhất luôn là hơi nét, còn vãi đáy. Quẹt 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 quẹt.
vậy đó, đặc biệt lúc quay video thì hơn là cái nhu cầu quay video của mình sẽ ít cần tiếng, nhưng mình cũng có một cái micro xa xa này, cái micro định hướng âm á, những micro đó nó chỉ thu những cái gì phía trước thôi, còn cái micro để trên vậy thì ở đây nó hạn chế âm thanh rất là tốt. Rồi micro nói sao thì mình nói tiếp với cái Land 5018 thì lúc đó như mình vừa mới nói là hết tiền, còn tiền đủ được cái này thôi, chẳng lẽ giờ mua mấy full frame, mua Land Rock cũng không có kit. Lúc đó mình mua hết kit rồi, chứ không mình cũng lấy kit. Thì lát tao nói gì dù kit 5018 là cái lựa chọn của mình, thì mình thấy chất lượng nó mà ở cái giá thành đó thì cũng ok, nhưng mà nếu mà so với 5018 những hãng khác thì hơi chuối. Giá thì nghiệp thực sự tình. À hồi nãy mình thấy ở ngoài cửa sổ là có đám cưới tiệc tùng gì đó. Ok, mình sẽ cố gắng nói lớn một xíu để đỡ bị cái tiếng nhạc ác lại. Thì mình lấy 5018 là thời điểm đó và rất là ngon. Là có một cái nữa đây các bạn thấy ha, không biết thấy nổi không, hy vọng là thấy. Mình có một cái filter của BW. Phi của cái Land này là 49 và cái filter BW là XS Pro Digital. Thì mình cũng không có tiền mua đâu. Lúc đó là đang có dịp tặng, mình nhớ là đợt Tết á, Tết Sony có tặng full frame Land full frame là filter BW. Thì mình quất cái này, được tặng cái filter luôn, nó sướng. Đó là lúc đó mình có một bộ 5018 và 272 thì chụp thì đa số là zoom bằng chân, chạy đến chạy lui á. 50 thì cũng dễ chụp, 50 trên full frame thì cũng dễ chụp. Thì chơi một thời gian bắt đầu xanh thưởng Tết, ảnh thưởng thưởng Tết cũng có thế giới di động. Cảm ơn thế giới di động, em yêu thế giới di động. Thì đây là cái Tết của thế giới di động. Mình chưa bao giờ mình tưởng tượng là mình dám mua một cái Land hơn 20 củ. Đây. Và tại sao mình lại mua cái Land này? 50 mình có rồi, 18 luôn, chụp đêm là ok, 6 thông được rồi. Vậy thì bây giờ mình cần cái gì? Mình cần một cái Land đa dụng 24, 240. Mình sẽ có cái dãy tiêu cự từ 24. Trên full frame thì mình nghĩ 24 chụp phong cảnh cũng được, không chuyên đâu nhưng mà chấp nhận được. 24 zoom 10x đến 240 mình vẫn có thể chụp tele, chim cò rồi đó, hoặc là nếu mình ra xa chút mình đẩy cự lên vậy shot không bao chất luôn. Nhưng mà nó bị chán cái là cái khẩu là không chạy, nó chạy khẩu từ 35 đến 63 thì thôi kệ cũng chẳng sao. Lát nữa cái vụ không chạy đó mình nói sau thêm, mình sẽ mua cái gì nữa. Thì đó là nãy mình nói sao mình không có kit á, thì tại không có kit nên mới có cái này nè. Ví dụ mà có 28-70 kit rồi đó, thì chắc là cũng không có cái này, rồi cũng không có cái này. 28-70 kit là cũng khẩu chạy từ 35 đến hình như cũng 63. Thì nếu mà mình có kit rồi thì mình nghĩ là có thể mình sẽ mua, mình mua một cái 518 ở chờ đây không có đâu, không tính. Thì hiện tại là mình đang có hai cái Land này là đủ xài rồi. Cái này là all in one, Land all in one đa dụng, mình sẽ thường sử dụng chụp buổi sáng trời có nắng sáng tốt, tùy cái khẩu nó hơi chán. Mình sẽ dùng cái tiêu cự để mình xả phong. Thì để buổi sáng mình sẽ có một cái flash ha. Ok, flash là flash mình sẽ nói. Còn cái này là cái combo mà mình đi chụp ở những nơi thiếu sáng, thì mình chịu khó mình chạy ra chạy vô. Đó, một cái chụp buổi tối đi, một cái chụp buổi sáng ăn Land thôi, đổi lại gì đó mệt. Chứ có nhiều bạn nhiều bác nhưng nhìn Land em thiệt, em không phải là mấy bác chứ, em mà mấy bác chắc nhiều khi em chọn Land đi em cũng đau đầu.
em làm quả nhất gắn len rồi thay len gắn len thay len, nên em là đa số là em có được là em chơi gắn là em chơi luôn rồi. Thì mình sẽ nói thêm về cái chợ sáng. Đây là một cái flash của Goldock, model là TT685S, chữ S là của Sony, chữ S là của Fuji, chữ N là cho Nikon, C cho Canon. Thì mình mua cái flash này là mình cũng mua lại thôi, nhưng mà bạn đó là bạn nó sử dụng dùng lướt thì bạn được tặng, nên hình như còn hơn 11 tháng bảo hành lúc mình mua đó, thì bạn nó tặng cho mình một bộ pin, 4 pin giá rẻ hơn cửa hàng, như mới tin là còn siêu luôn nè đó, full hộp full box luôn, có thẻ bảo hành luôn của RoyShot. Thì cái flash này nó có đủ chức năng hết, HSS, TTL rồi, nó đánh auto, với lại cái Sony cũng rất là tốt, mình khá là hài lòng với cái chất lượng. Cái giá thành nó cũng không có cao, xấp xỉ khoảng tầm 2 triệu. Có một dòng nữa là nó sử dụng pin sạc của nó, còn cái dòng này là dùng pin điện pin tiểu, pin 2A. Thì đây bạn đã tặng cho mình một bộ pin của Panasonic và ba của mình có một bộ pin dư cũng của Panasonic, thành ra mình có hai bộ, thì cứ bộ này hết bộ kia sạc, bộ này hết bộ kia sạc, nên chơi kiểu này cũng tiện. Rồi nói về flash, sẵn nói về pin flash thì đây mình cũng có một cái bộ sạc pin WinStar thời ba mình dư lại, mình chích sạc được thôi. Sạc nó có hai chế độ luôn ha, sạc bình thường standard, sạc nhanh fast. Thì thông thường là mình sạc khoảng tầm 8 tiếng đi ngủ rồi dậy có pin. Đây là mình đang dùng cái iPhone mình quay, xin lỗi thì mình lấy nên nó rung. Đây là cái cục pin sạc anchor mình nâng cấp sạc nguồn điện cho cái iPhone. Mình đang mượn iPhone 6s của vợ mình để quay, thì cái 5s mình đang cầm đây, cái này của mình, cái 6s là của vợ mình. Thì các bạn nãy thấy dây màu hồng của vợ mình, của mình chỉnh men rồi. Sẵn cái tay của mình có đây là một cái dán màn hình của Hoàng Quân, đọc theo tiếng ngoài đi chứ không biết bỏ dấu ra Hoàng Quân đó. Thì nó dành cho A72 A72 A72. Lúc đó mình mua là 230.000 cho cái dán màn hình đây, cái dán màn hình. Thì dạng dán của nó giống như cũng gần giống như cường lực, nó sẽ dày một chút xíu, mình thấy chất lượng khá là tốt, lúc đó mua mà vui lắm nên việc mua hết. Đây mình giới thiệu qua một vài cái phụ kiện như đã chán ha. Đây là một cái miếng dán da miếng da cừu để lau len. Thì ở đây mình có cái bút lau len, ngay đầu chỏ cho quét bụi đầu và cụ với lau mình nhỏ. Một cái bóng thổi thổi bụi cho lên trên xa. Đây là cái màu gắn vô cái chân flat, chân hot shoe á, ra ốc 1/4. Thì mình dùng cái này để làm cái gì, mình gắn lên cái này. Trời, mình gắn này làm cái gì, mình kẹp cái GoPro lên trên cái máy, mình làm đủ trò thì cũng khùng lắm đó. Mình gắn lên như này rồi mình vừa chụp mình vừa quay hậu kỳ luôn, cái hero bấm cái tình mình ở trên đó. Mình đủ trò với máy là mình nè, cái máy này giờ cạnh trên tay đây, các bạn thấy cái toàn tan ha, toàn tan. Đây là cái dây khóa Anchorling của Big Design Anchorling. Thì tại sao mình phải mua cái này, mình nói luôn, lúc đầu thì mình chụp thì nhiều mình ít quay lắm, mình chụp thì đeo trên cổ, nhưng mà quay ví dụ để slider là dây nó làm thòng, hay là để gimbal làm thòng dây sao được, mà không lẽ mỗi lần đổi từ chụp qua quay lại phải tháo cái mới dây ra, rồi khi nào cầm lại luồn vô chắc tới tết, nên mình sẽ mua cái này. Cái này cái dây thao tác nhanh của Anchorling nó rất là chắc, nghe nói là chất liệu làm cái gì chống nạn luôn á, phải đấy.
Thì đây là cái dây thao tác nhanh nè. Lúc mà mình muốn có dây để mình chụp, mình chỉ cần chụp cái dây vô vậy. Đó, chụp chưa? Rồi, bóp. Nảy nó lên. Kêu con thầy mình chịu. Nó vô rồi. Chụp bóp cái là xong. Không đỡ là nó kéo xuống xong. Tháo xuống dây rất là nhanh, rất là tiện. Thì mình thấy đa số mọi người sử dụng cái loại dây cái dây này cũng nhiều. Thì cái loại thao lưng này là nó chỉ là khóa thôi ha. Cái đầu khóa này với lại khóa này thì nó sẽ cho mình hai cái khóa này và bốn cái khóa này. Mình nghĩ việc là mình có thể mình sử dụng cho một cái dây cho hai máy. Thì cái dây của mình cũng là dây zin của Sony thôi, không có tiền mua dây zin để mình xài luôn. Mà đủ cái kiểu này nên sử dụng cái cách đó. Thì mình cũng biết đến cái design rất là lâu rồi. Mình rất thích Sony. Thì khi mình xem video của chú Peter Phạm và anh Mai Dương thì mình cũng thấy chú và có sử dụng máy và cái loại dây này nên mình cũng bắt trước ok ha, cũng gần hết cái mớ bồng bông rồi. Rồi thì tiếp theo tới cái gì bây giờ ta, à đây là cái đầu đọc thẻ để đọc được thẻ SD, micro SD của Transcend và nó là chuẩn USB 3 chấm đó, nó chép tốc độ rất là nhanh. Rồi mình có thể sử dụng vừa cho thẻ nhớ của máy chụp hình và vừa thẻ nhớ của thành từ GoPro này kia. Đây là pin, mình mua thêm một bộ pin FW50 của Wasabi. Mình thấy chất lượng khá tốt, giá cũng mềm. Một bộ có nắp sạc vậy luôn, nắp sạc rất là tiện hơn, nó có cái cổng micro USB này, mình có thể dùng cái cục anchor nãy mình nói mới đưa lên cho các bạn coi á, sạc để trong ba lô sạc luôn, chứ khỏi cần gắn vô ổ điện. Thì cái bộ này nhớ là khoảng 800 mấy, thì có cả hai cục pin nha, hai cục một cái đốc mà 800 mấy nha, như là nửa giá hay là xin mua Sony. Mua máy thì Sony chỉ cho một cục pin thôi, một cục pin mình mua thêm pin gì đó với lại OLED thì hơi chán, nó nhanh lắm, mình cũng sử dụng điện tử không à, cả kính ngắm EVF luôn. Tôi nói ha, mình có một cái bảng màu để cho black để sử dụng xài đó. Lúc mình mua thì mình được quà của Sony, bởi cái hộp này làm cái áo khoác, nó khoác Sony. Còn cái áo này là mình tham dự thi của Sony, mình được giải đẹp, mình được Sony gửi về. Rồi tặng cho mình một cái túi eo chéo Sony Alpha nữa, nhưng mà cái túi đó thì mình không thích lắm, nó hơi bất tiện nên mình thích ba lô hơn. Lát mình sẽ nói về lại cái ba lô. Ok, gần hết rồi.